So cho nên nó nhỏ, nó có bự. Gì mà la dữ rồi mấy bà, hai bà, trời ơi bữa nay mấy bà kìa, mấy bà bự bự rồi mày la ớn không, la gì mà la, tắm rửa mát mẻ sáng sớm, tắm rửa mát mẻ xuống chết la la gì. Đây heo cha. Đâu à? Heo cha. Ông cha này cũng la dữ lắm. Ông chờ gãi ngứa ông. Ai đâu gãi ngứa không? Đâu có ai gãi ngứa không đâu. Hai ông cha ha. Ông đứng ông chờ. Không có gãi ngứa. Mệt lắm. Trời chó mặt trời có đâu có quay được dừa. Gì bệnh? Đưa không hả? Bà heo con cưng. Bà heo con thương quá. Ba con ba màu. Gà này bụng hai mái dẫn hơn sao. Mà con quá chừng. Gà nở quá chừng. Mình đi tham quan nha cả nhà. Mà không dám lại gần, gần lại gần cái con nó bỏ chạy ha. Đây. Này mít có trái quá trời. Này sắp chín chưa ta? Nâu chín vậy. Dường mít. Này lâu lắm rồi mới được đi á. Này 3-4 tháng à. Rồi mít xài trái ớ. Rồi chú chặt mà anh treo. Mít trái thứ hai. Quá trời trái luôn. Trái rất là nhiều à. Mà nắng quá nó chói mặt trời ta. Nắng quá nó chói mặt trời. Mít trái quá trời trái luôn à. Trái thứ 10 lá lớp. Vừa trên dứa trái rất là nhiều ha. Chói quá cái đường luôn á. Đó, vừa thêm dứa trái quá trời trái luôn. Cái nẹo cây luôn cả nhà. Mà trời nắng quá. Nắng dữ rồi ta. Giờ chắc 11, 12 giờ quá. Ờ đu đủ. Ờ cây đu đủ ốc quá trời luôn. Ốc quá trời sao không bắt. Ờ đu đủ chín rồi nè. Đu đủ chín. Một quả đu đủ chín. Ở trái nẹo cây luôn. Trời cái mít này trái quá trời trái luôn ta.
có trái ha bữa. 2, 4, 5 trái, 5 trái mít. Mít 5 trái mít đã thiệt chứ. Quá trời trái. Chống mặt trời đó. Ở mít nó đang ra trái quá trời. Cái mít này đang ra trái non quá chừng luôn. Trái thứ hàm thiệt chứ. Trái thứ 10. Cháu đi đường kìa. Chào cả nhà nha. Hôm nay mình ra chặt heo, heo đẻ. Được 3 con. Nó la lớn họng dữ vậy ta. Cháu buồn. Nắng quá cháu. Ở đây để thấy. Nó chạy đi. Để được mấy bữa thôi. Đẻ ngay lùn dịch luôn.